Pháp hội Bồ Tát Tạng. Phẩm Đại Tự Tại Thiên Thọ Ký. Thứ 12. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Thuở quá khứ xưa, Đức Đại Quận Như Lai đẳng chánh giác, vì đồng tử tinh tấn hành mà nói rộng pháp tứ vô lượng và sáu ba la mật rồi. Đức Đại Quận Phật lại nói với tinh tấn hành đồng tử rằng: Thế nào là Đại Bồ Tát tùy nhiếp pháp chuyển? Đại Bồ Tát có đủ bốn nhiếp pháp, do đây mà Đại Bồ Tát mãi mãi nhiếp lấy chúng sanh. Những gì là bốn? Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Những nhiếp pháp ấy thế nào? Bố thí có hai thứ là tài thí và pháp thí. Ái ngữ là đối với tất cả người đến cầu xin hoặc muốn nghe pháp, Bồ Tát đều hay nói lời mến thương quý dụ. Lợi hành là hay làm đầy đủ theo ý thích ưa của mình, của người. Đồng sự là tùy mình có những trí và công đức vì người mà diễn nói, nhiếp thọ, xây dựng tất cả chúng sanh cho họ an trụ, hoặc nơi trí, hoặc nơi pháp. Lại này đồng tử, ở nơi các chúng sanh đến cầu xin thì tâm ý thanh tịnh, đây là bố thí. Dùng lời lành an ủi, đây là ái ngữ. Làm cho họ đầy đủ thành tựu, nghĩa lợi, đây là lợi hành. Hiện hành tâm bình đẳng, làm thành nghĩa lợi cho họ, đây là đồng sự. Lại này đồng tử, bố thí là chư Đại Bồ Tát phát ý hành xả. Ái ngữ là phương tiện vô gián. Lợi hành là thâm tâm không hối. Đồng sự là hồi hướng đại thừa. Lại bố thí là theo từ tâm mà thực hành xả. Ái ngữ là thường chẳng bỏ rời tâm quan hỷ. Lợi hành là thành tựu đại bi tâm thường ưa thích việc lợi ích chúng sanh. Đồng sự là tu xả bình đẳng, không cao hạ, tâm luôn hồi hướng nhất thiết chủng trí. Lại bố thí là cầu tài đúng pháp, thường nghĩ bố thí cứu nghèo thiếu. Ái ngữ là đã bố thí rồi còn an trí họ ở nơi pháp nghĩa. Lợi hành là tự lợi lợi tha bình đẳng giúp lấy. Đồng sự là vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh nên cứu cánh phát tâm nhất thiết chủng trí. Lại bố thí là tất cả sở hữu trong ngoài đều xả ly cả. Ái ngữ là nơi tất cả công đức trí huệ không hề giấu tiếc. Lợi hành là xả tự lợi chuyên lo lợi tha. Đồng sự là nhiếp tài vật như để trong bàn tay, rồi tùy duyên ban cho lòng không ưu sầu. Lại pháp thí là như pháp đã nghe nói rộng lại cho người. Ái ngữ là dùng tâm không ô nhiễm mà phân biệt khai thị. Lợi hành là dạy người đọc tụng dẫn đến thuyết pháp không nhàm mỏi. Đồng sự là chẳng rời bỏ tâm nhất thiết trí mà đặt để chúng sanh ở chánh pháp. Lại pháp thí là vì người đến cầu nghe pháp thì dạy nói đúng pháp của Phật mà chẳng tuyên nói tạp loạn. Ái ngữ là dùng âm thanh di diệu khai thị chánh pháp. Lợi hành là đem y phục, đồ uống, ăn, mền, nềm, thuốc men và những đồ thiết dụng cấp thí cho người nghe pháp hoặc người thuyết pháp mà thiếu thốn. Đồng sự là thường phát khởi thâm tâm vô gián thuyết pháp. Lại pháp thí là vì biết rõ pháp thí là tối thượng trong bố thí nên Bồ Tát thường thực hành pháp thí. Ái ngữ là những sự lợi ích được diễn thuyết. Lợi hành là diễn đạt nghĩa ấy chẳng y theo văn. Đồng sự là muốn khiến viên mãn tất cả Phật pháp nên thường vì chúng sanh theo đúng chỗ đáng dạy mà hóa độ họ. Lại bố thí là đàn na ba la mật, ái ngữ là thi la ba la mật và sằng đề ba la mật, lợi hành là tỳ lê gia ba la mật, đồng sự là tỉnh lự ba la mật và bát nhã ba la mật. Lại bố thí là chư Bồ Tát sơ phát tâm, ái ngữ là chư Bồ Tát đã phát hành, lợi hành là chư Bồ Tát bất thối chuyển, đồng sự là chư Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Lại bố thí là muốn vững chắc gốc rễ Bồ đề. Ái ngữ là muốn thành tựu mầm mộng Bồ đề. Lợi hành là muốn khai phát diệu qua Bồ đề. Đồng sự là muốn thành thục thắng quả Bồ đề. Này tinh tấn hành đồng tử, đây gọi là Đại Bồ Tát bốn thứ nhiếp pháp. Vì muốn tu hành Đại Bồ đề
nên Đại Bồ Đề dùng bốn nhiếp pháp ấy ở trong đêm dài nhiếp thọ chúng sanh. Đây gọi là Đại Bồ Tát tùy theo nhiếp pháp mà chuyển. Này đồng tử, nhiếp pháp ấy có vô lượng vô biên, đều gọi là đạo Bồ Đề vậy. Đức Đại Quẩn Như Lai khai thị đạo Đại Bồ Đề như vậy. Tinh tấn hành đồng tử ở chỗ Phật nghe pháp ấy rồi, lại nghe lời khen ngợi tam thế chư Phật, đồng tử ấy rất vui mừng, liền đem y phục thượng diệu, đồ uống ăn, mền nệm, thuốc men và các vật cần dùng dâng cúng Đức Phật Đại Quẩn và chư thanh văn tăng. Trải qua 96 câu chi năm, cúng dường cung kính tôn trọng tán thán Phật và tăng như vậy và phát nguyện Đại Bồ Đề. Vào đồng tử ấy làm vô lượng công đức như vậy mà Đức Phật Đại Quẩn chưa thọ ký vô thượng Bồ Đề cho đồng tử ấy. Này Xá Lợi Phất, ông có nghĩ đồng tử tinh tấn hành thuở xưa kia là ai chăng? Chính là thân ta vậy. Thuở ấy ta cúng dường phụng thờ Phật Đại Quẩn và chư tăng, trải qua bao nhiêu năm như vậy lại phát nguyện Đại Bồ Đề mà chưa được thọ ký. Từ sau Đức Đại Quẩn Như Lai diệt độ, trải qua vô số kiếp, có Phật Bửu Tánh Như Lai xuất thế, có 80 Na Do Tha đệ tử thanh văn đều là Đại A La Hán, chứng được đệ nhất Ba La Mật. Thời kỳ ấy có chuyển luân thánh vương tên Thiện Kiến, đủ bảy báo. Vua Thiện Kiến dùng luân bửu oai trấn tứ thiên hạ, trị thế với chánh pháp nên hiệu là Pháp Vương. Nhân đức nuôi người được dân chúng mến trọng, cõi nước nhân dân chỗ ở rộng rãi. Đại thành của vua ngự trị tên Viên Mãn, đông tây trồng 12 do tuần, nam bắc trồng 7 do tuần, an ổn giàu vui, nhân dân đông mạnh, rất đáng mến thích, có nhiều của báo, đồ dùng dư dật. Trong thành Viên Mãn ấy có trưởng giả tên Thiện Huệ, nhà giàu có lớn. Trưởng giả ấy đã từng cúng dường chư Phật quá khứ, gieo trồng cội công đức. Bây giờ Phật Bửu Tánh Như Lai quan sát trưởng giả Thiện Huệ, biết trưởng giả ấy thiện căn đã thục, kham làm pháp khí Đại Bồ Tát Tạng và là pháp khí chư Phật. Đức Phật liền đến nhà trưởng giả ấy, hiện đại thần biến, ngồi kiết già trên không, khai diễn đạo Bồ Đề cho trưởng giả ấy và nói lời khen tặng tam thế chư Phật. Nghe Đức Bửu Tánh Như Lai thuyết pháp khai thị và nghe lời khen ngợi tam thế chư Phật, trưởng giả Thiện Huệ được lòng tin thanh tịnh, vui mừng lớn, liền đem y phục thượng diệu, đồ uống ăn, mền nệm, thuốc men, đồ cần dùng cúng dường Phật và chư tăng, trải qua ngàn năm và phát nguyện Đại Bồ Đề. Dầu vậy vẫn chưa được Phật Bửu Tánh thọ ký. Này Xá Lợi Phất, trưởng giả Thiện Huệ thuở xưa ấy chính là thân ta vậy. Thuở ấy ta cúng dường Phật và tăng 1000 năm vẫn chưa được thọ ký thành Phật. Sau khi Phật Bửu Tánh nhập diệt vô số kiếp, có Đức Phật Phóng Quang Như Lai xuất thế. Tại sao Đức Phật ấy hiệu là Phóng Quang? Này Xá Lợi Phất, thuở ấy nhà vua trị vì hiệu là Thắng Quán, đô thành tên Thạnh Liên Hoa, an ổn giàu vui, nhân dân đông mạnh. Nhà vua có một đại thần dòng Bà La Môn tên Quang Chủ, rất được vua mến trọng. Thắng Quán Vương cắt 1/4 nước phong dương cho đại thần Quang Chủ. Lúc sau vua Quang Chủ sanh thái tử, thân hình đoan chánh, có đủ 32 tướng đại trường phu, mỗi thân phần đều phóng tia sáng như mặt nhật chói lọi, nhân đó đặt tên là Phóng Quang. Quang Chủ Vương triệu tập các nhà xem tướng giỏi vào cung, rồi đưa thái tử ra cho họ xem tướng. Xem xong họ đồng quyết đoán Vương tử sẽ làm Phật. Sau đó ít lâu thái tử Phóng Quang trưởng thành, có trí huệ thông đạt. Bấy giờ trời tịnh cư sắc cứu cánh, dùng sức thông trí biết thái tử sắp lên ngôi chánh giác, liền đến chỗ thái tử hữu nhiễu xong ở trước thái tử mà nói kệ rằng: chẳng phải ở ăn trong vương cung, sanh được công đức thắng thanh tịnh, phải nhờ xuất gia mặc ca sa, chứng quả vô thượng diệu Bồ Đề, trẻ mạnh qua mau như nước chảy, lại còn nhanh chóng hơn gió to, già suy tồi tệ chẳng nên ưa, hư hoại những gì người đời mến, già suy hay làm kém thế lực, muốn được xuất gia cũng khó được. Bồ Tát ngày nay tuổi chán nghiêng, phải nên kịp thời phát tinh tấn, lành thai bực đại huệ, lành thai bực đại ngộ, lành thai mau xuất gia, quyết thành vô thượng đẳng chánh giác. Được trời tịnh cư khai ngộ, Phóng Quang Bồ Tát do lòng tin thanh tịnh mà xuất gia.
đương đêm xuất gia ấy, liền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lấy hiệu là Phóng Quang Như Lai, đủ 10 đức hiệu, được tất cả trời người kính thờ. Bấy giờ Thắng Quán Dương đến bảo Quang Chủ Dương rằng: ta nghe con trai Khanh xuất gia thành Phật, chẳng rõ Đức Thế Tôn đại từ bi giáng lâm chăng? Nếu Đức Phật chẳng thương xót đến nơi đây, thì ta sẽ mang 4 binh chủng đến chỗ Đức Như Lai để ta thân thờ cúng dường cung kính. Quan Chủ Dương liền hội đại thần tuyên rõ việc ấy. Chư đại thần khuyên vua phải tự đến chỗ Phật để bạch hỏi sự việc. Đức Đại Bi Thế Tôn luôn thương xót chúng sanh, muốn đến chỗ Thắng Quán Dương hay là chẳng đến? Quan Chủ Dương liền sai giá cùng quan quân qua chỗ Đức Phật Phóng Quang đảnh lễ chư Phật, rồi bạch sự việc ấy. Phóng Quang Như Lai nói với phụ Dương rằng: nay Phật sẽ đến chỗ Thắng Quán Dương vì thương xót chúng sanh vậy. Đức Phóng Quang Như Lai liền cùng 20 câu chi đại A-la-hán đi qua nước Thắng Quán Dương. Phụ Dương quan chủ cũng mang quan quân tùy tùng, sắm đủ tứ sự thường cúng dường Phật và Tăng, để biên giới nước được trị vì. Phụ Dương lễ chư Phật buồn khóc trở về. Bấy giờ Thắng Quán Dương nghe tin Đức Phóng Quang Như Lai và đại chúng sắp đến thành Thạnh Liên Quan, liền truyền nghiêm sức đô thành, trừ bỏ sỏi đá rác rưởi, đường xá sửa sang bằng phẳng sạch sẽ, lại rưới nước hương, rải hoa đẹp, trải y báo, treo phan lòng, trỗi âm nhạc. Vua lại truyền rao trong và ngoài đô thành có bao nhiêu hương và hoa, không ai được đem dùng, nhà vua sẽ mua hết để cúng dường Phật và Tăng. Người nào vi lệnh sẽ bị nghiêm phạt. Này sẽ lệ phất, Thắng Quán Dương đem những vòng hoa, hương thoa, hương bột, y phục quý đẹp, tràng phan lộng báo, đánh trống trỗi nhạc. Lai Trần Thiết nghi về quay thế đại dương, ra ngoài đô thành để được chiêm ngưỡng Đức Phóng Quang Như Lai và kính lễ cúng dường. Vua cùng quan quân và các nhà hào tộc Bà La Môn, trưởng giả cư sĩ trong nội thành đồng đến chỗ Phật. Đã đến rồi, trước hết vua Thắng Quán đảnh lễ chư Phật, đem hoa hương phan lộng cúng dường. Kế vua truyền lệnh quan quân hào tộc dân chúng cũng đảnh lễ cúng dường Đức Phật. Cúng dường xong, vua Thắng Quán có đủ tâm quan hỷ, tâm diệu thiện, tâm ly cái chướng, tâm vui đẹp cùng chư thần dân theo sau Đức Phật. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy có một Bà La Môn tên Trân Bửu ở cạnh núi Đài Tuyết, 500 nho đồng làm đệ tử. Bà La Môn Trân Bửu ấy được mọi người tôn trọng, danh đức đồn xa, giỏi nghệ thuật, thông đạt cứu cánh ba kinh Tỳ Đà, sách Ni Kiền Trà, luận Kế La Bà, luận Phân Biệt Tự, luận Ý Để Ha Bà, luận Ngũ Phần Ký, luận Tùy Thuận Thế, luận Từ Tự Chú, luận Trường Phu Tướng. Ở nơi Tam Minh Đại Giáo của Từ Tông Sư cũng hiểu rành lý thú, khéo biết khai giá. Trong 500 đệ tử có một nho đồng tên Mê Già, trí huệ thông đạt, tài bằng với thầy là Bà La Môn Trân Bửu, kham làm đạo thủ. Mê Già thưa cùng thầy rằng: đại sư nên biết cho, tất cả kinh luận được học đều đã thông đạt, nay tôi sẽ trở về sanh quán, làm sao báo đền được ơn đức đại sư? Thầy bảo rằng: này Mê Già, nếu đệ tử muốn báo ơn thầy thì dùng của báo mới rõ hậu ý. Đó là những ý gì? Để kiếm được đủ 500 đồng vàng thì đủ để tỏ hết lòng. Mê Già vâng lời kính lễ từ thầy mà đi. Nho đồng ấy du hành khắp thôn thành, đình quán, quốc ấp Dương Đô, xứ xứ tìm cầu của báo để tạ ơn thầy. Họp đủ số tiền ấy rồi toan đem báo ơn. Đi lần đến đô thành Thành Liên Hoa, xa trông thấy đô thành trang trí nghiêm lệ. Hỏi thăm được biết, ngày ấy có Đức Phóng Quang Như Lai cùng 20 câu chi đại A-la-hán và 84.000 Bồ-Tát sắp nhập đô thành, nên nhân dân sắm sửa cúng dường lớn. Do đó mà đô thành được trang nghiêm như vậy. Thoạt nghe danh hiệu Phật, nho đồng Mê Già được đại quan hỷ, phóng lòng tin thanh tịnh, tự nghĩ rằng: chư Phật Như Lai xuất thế rất khó, được gặp cũng rất khó, như hoa ưu đàm, như rùa mù đáy biển gặp được bọng cây nổi. Cả trăm ngàn đại kiếp hoặc được gặp một lần, nay ta được gặp thật là hy hữu. Phải đem 500 đồng vàng này mua hoa quý rải cúng dâng lên Đức Phóng Quang Như Lai, rồi sẽ lại kiếm tiền khác báo ơn thầy. Lúc ấy có một nữ nhân
tay ôm bảy cành bông ưu bát la từ phía chợ đi lại. Mê già đón hỏi: nơi nào có được hoa đẹp xanh dưới nước thế này? Nữ nhân đáp: tôi ở tại chỗ bán dòng hoa, mua những hoa này với giá 500 đồng vàng. Mê già nói: nay tôi trả lại cô số vàng ấy, cô có chịu trao hoa chăng? Nữ nhân chẳng chịu. Mê già lại nói: nay tôi có 500 đồng vàng đây, cô giữ lấy một mình. Còn bảy cành hoa này, hai người cùng có chung được chăng? Nữ nhân hỏi: anh muốn dùng hoa này vào việc gì? Mê già đáp: sẽ đem cúng dường Đức Phóng Quang Như Lai. Nữ nhân nói: cứ như lời anh thì từ nay về sau đời đời thường có lòng thương tưởng làm chồng tôi. Nếu chịu như vậy, tôi sẽ giao cho anh hoa này. Mê già nói: thôi đi, cô chớ nói như vậy. Tại sao? Vì tánh nữ nhân dao động nhẹ dạ nhiều phóng túng, tôi không thể hứa nhận lời cô được. Vả lại, tôi sẽ ở trong vô số kiếp tu tập Phật pháp bố thí rộng lớn, hoặc của tiền sản nghiệp, hoặc ngôi vua thành ách, hoặc vợ con, hoặc đầu bắt thịt xương, đại khái là tất cả sở hữu trong thân ngoài thân, không vật gì là chẳng đem bố thí. Hoặc có lúc sẽ bỏ khu mà vào trong Phật pháp xuất gia. Tánh nữ nhân dao động nhẹ dạ phóng túng, lúc tôi tu bố thí lớn, cô có thể làm chướng ngại hành đại xã của tôi. Nữ nhân ấy đáp: thiệt như lời anh nói thì có lợi ích lớn cho tôi. Dầu cho hiện nay anh có đem thân của tôi đây bán lấy một đồng vàng, lòng tôi cũng không hối, quyết chẳng làm ngại sự bố thí của anh. Hoặc chặt thân tôi ra từng đoạn để xả thí, quyết cũng không đổi lòng làm trở ngại sự tu tập Phật pháp của anh. Mê già nói: nếu cô có thể bằng lòng như vậy thì được. Cô nên mau trao qua cho tôi. Nữ nhân cầm qua trao cho mê già. Được qua, mê già tức thì đi đến chỗ Phật, xa trông thấy Đức Phóng Quang Như Lai cùng vô lượng đại chúng oai nghi, tương tự vô lượng trăm ngàn công đức trang nghiêm từ đầu kia đi lại. Thấy Đức Phật Thế Tôn, mê già sinh lòng tin thanh tịnh, vô lượng quan nghĩ kính mến, đến trước Phật kính lại chẳng xiết vui mừng. Lại thấy nhiều người trải y vô giá để cúng dường Phật, mê già tự nghĩ rằng: nay tôi không có y tốt, chỉ có cái y gia hưu xấu này, nên trải giữa đường đỡ chân Đức Phật, liền cởi y trải trên đất. Lúc ấy mọi người đua nhau đến lấy y gia đem bỏ ngoài xa, và đều cười trách rằng: sao lại vì đấng quý báu nhất trong đời mà lại trải cái y gia hưu xấu ấy? Mê già cho đồng vội chạy lượm y gia, rồi đem trải lên chỗ bục ước trên đường ngã tư, mà nghĩ rằng Phóng Quang Như Lai đấng đại từ bi thương xót tôi, mắt thấy khắp của Phật và trí biết khắp của Phật, thấy biết việc này, mong Phật lấy chân đạp lên y gia hưu của tôi. Phóng Quang Như Lai cảm thương, bèn lấy gót chân dẫm lên y gia hưu. Thấy vậy, mê già lòng vui hớn hở, liền đem qua ưu bát la ném lên không phía trên Đức Phật. Trên hư không lại có vô lượng chư thiên đồng thời rải qua trời Mạng Đà La, ưu bát la, bát đầu ba, câu vật đầu, phân đà lợi và các thứ hương trời, chiên đàn, hương bột, âm nhạc trời, thanh ca trời gian khắp hư không cùng cúng dường Phật. Hoa của mê già ở riêng một chỗ trên không biến thành vô lượng ngàn hoa ưu bát la. Cánh hoa đều thòng xuống hiệp thành lộng hoa bay theo trên Phật. Thấy như vậy, mê già thêm hớn hở, phát khởi lòng tin thanh tịnh, ở trước Phật tháo bỏ búi tóc màu hoàng kim 12 năm để trải trên đất và phát nguyện vô thượng đại bồ đề: đời sau nếu tôi được thành Phật thì nay xin được Đức Phóng Quang Như Lai đưa tay an ủi. Lại phát thệ lớn kiên cố rằng: nếu Đức Phật gót chẳng đạp trên tóc tôi, tay chẳng đưa an ủi tôi, chẳng thọ ký bồ đề cho tôi, thì tôi quyết chẳng đứng dậy mà chết khô trên chỗ đất này.